Một người giám khảo rất là quen thuộc mà các con rất là yêu mến chương trình rồi đúng không nè?
không là tôi đuối rồi. Nếu chỉ vô vị nó bó tay luôn. Và ông bố giám khảo tiếp theo là cùng như thế này thì có thể gọi là ông bố hay là gọi là bà bố hay là bà bố. Chúng ta đã đi ở đây nè, và cùng phiêu lưu với 12 bạn nhỏ xuất sắc.
Đã biết mà. Nhỏ nhỏ. Đã bị rào lại rồi.